sinh vật có dáng dấp thời tiền sử này có một chiếc mào cứng như xương. Chúng như một di tích sống của thời kỳ khủng long. Đây là loài đà điểu đầu mào ở nước Úc. Chúng được mệnh danh là loài chim nguy hiểm nhất thế giới. Chỉ xếp sau đà điểu châu Phi, chúng cao tới 1,5 mét và nặng 60 kg. Mặc dù chúng là loài chim không biết bay, nhưng tốc độ chạy của đà điểu đầu mào có thể lên tới 48 km một giờ. Danh hiệu loài chim nguy hiểm nhất thế giới bởi bộ móng vuốt sắc bén và đôi chân cực khỏe để sẵn sàng tự vệ khi cảm thấy bị đe dọa bởi con người hay các loài động vật khác. Đặc biệt, chúng không dùng mỏ để mổ tấn công mà lao thẳng hai chân tung những cú đá trời giáng khiến kẻ thù đăng xuất trong chốc lát. Người đàn ông ở Florida này là nạn nhân của đà điểu đầu mào. Ông ta đã không qua khỏi khi nuôi nhốt chúng và một ngày nọ chúng đá ông đến chết. Mặc dù chúng là loài chim hung hăng, nhưng việc sở hữu đôi chân khỏe đào bới giúp thảm thực vật rừng luôn tươi tốt. Đồng thời, đà điểu đầu mào phát tán hạt giống phổ rộng, giúp cho hệ sinh thái rừng nhiệt đới luôn đa dạng ở nước Úc.